Hello, hello chào tất cả anh em nha, mình là LTL đây. Đẹp trai mã số 03 đến từ Canada, ok. Thì hôm nay LTL sẽ quyết định là quay lại cho anh em cái vlog đi chơi của bọn mình nha. Anh em ơi, đi cùng công ty 108 nha. Đó đây là Ngọc Diễm anh em ạ, đây cái vali đây anh em thấy chưa, vali đồ đấy. Đó anh em thấy chưa, đấy, thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi ra tập trung công ty nhá. Để xem liệu có ai đi cùng mình nha anh em ơi. Ok, không linh tinh như thuyên nữa thì bây giờ mình sẽ lên đường với anh em. Đó, mình sẽ đội quả mũ vào cho nó gọi là ra gì anh em ạ. Đó, anh thấy mình đội quả mũ vào trông có đèn hơn rồi. Ok anh em nha, thì quả này mình đang kéo vali anh em ạ. Đấy anh em thấy quả áo TikTok mình có chất không? Quá là chất luôn đúng không anh em? Đấy, đang kéo để chuẩn bị ra chỗ công ty để chuẩn bị đi anh em ơi. Tuyệt vời rồi anh em ơi, vui quá. Ok anh em nha, thì khúc này bọn mình đang ở trên xe anh em ơi. Đấy, chuẩn bị đi du lịch Sầm Sơn 3 ngày 2 đêm anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn. Đó, đây là mấy anh quản lý kiểu như là mấy anh sếp của mình nha anh em ơi. Cực kìa đẹp trai và xinh gái luôn, nói anh em thấy chưa? Ok luôn nhá. Ok anh em nha, ở đường đi thì công ty của mình sẽ xuống một cái đoạn nào đó để ăn anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn, đấy Ngọc Diễm anh em ơi. Rồi, view ở cái chỗ xung quanh đây gọi là cực đẹp nữa anh em ạ. Đây cho anh em xem nha, view ở xung quanh quán ăn nha. Đó, như kiểu là Hạ Long anh em ạ. Cực kìa chất chơi luôn, đó mình cười tít mắt nữa anh em ơi. Đó, anh em thấy chưa? Rồi, sau 4 tiếng đi thì bọn mình đã tới biển rồi nha. Ok anh em nha, thì mình đã có mặt tại phòng gần đấy rồi anh em ạ. Đó, đây là Ngọc Diễm anh em. Mình sẽ show qua cái căn phòng ấy nha. Đấy. Ok ông anh em, quá là uy tín luôn. Đây chính là nhà tắm. Ơi. Rồi ok, là khúc này bọn mình đang chuẩn bị ra biển này anh em ơi. Đang hào hứng anh em thấy chưa, Ngọc Diễm gọi là cười tít mắt nữa anh em ạ. Đó anh em thấy chưa, Ngọc Diễm trên bộ váy màu xanh anh em ạ. Thì cuối cùng cũng ra được biển rồi anh em ơi. Đó anh em thấy chưa, đây là khu Sầm Sơn anh em ơi. Đấy cực kỳ đẹp luôn, đây là bãi tắm anh em ạ. Anh em thấy chưa, ui rất là nhiều gái luôn anh em ạ. Đó, cực kỳ là uy tín luôn. Trời ơi, có cả anh áo hồng đằng sau mình kìa. Đó, anh em thấy đẹp không, khá là đẹp. Đó anh em thấy chưa. Anh em nhìn sóng ở Sầm Sơn đánh này, đúng là có câu là Sầm Sơn đó sóng đánh tụt quần anh em ạ. Ui sóng đánh cực mạnh luôn. Ui giời đẹp lắm anh ạ. Ok, sau khi ra biển xong thì tối bọn mình sẽ vào một cái quán hải sản anh em ạ. Đấy, quá là ngon luôn, tuyệt vời anh em ơi. Rồi, đấy, cho anh em xem mình ăn này. Ngon lắm, phê lắm anh em ạ. Đấy, anh em ở đây ăn thì anh em chỉ biết là gọi là cực kỳ cực đỉnh luôn anh em ạ. Ok anh em nha, thì hiện tại bọn mình đang ở biển nha anh em ơi. Bây giờ đang là 12 giờ đêm rồi anh em ạ. Đó, bọn mình, hai đứa mình ra đây bọn mình ăn nha anh em ạ. Đấy, Ngọc Diễm này. Nước anh em nhìn sóng kìa. Anh em kinh không? Quá kinh luôn. Mình vẫn chưa bơi anh em ạ. Lạnh em không dám bơi đâu, trời lạnh. Mấy con phá. Tôi vừa luôn. Mình sẽ review với anh em. Cái đĩa xoài 50.000. Đây. 50.000. 50.000 một đĩa xoài Sầm Sơn nhá. Quá căng luôn. Gái rồi. Nhìn gái rồi anh em, thấy chưa? Đấy. Gái nữa trai anh ạ. Đấy chỉ, cái chỉ bao nhiêu, 50.000 đúng không? 10 con thôi. 100.000. Đây có 10 con thôi, 50.000. Đến xe ra. Ok nhá. 50.000 đi cá chỉ nhá. Chỗ bờ anh ạ. Tí bọn mình sẽ đi lên ngâm nước nhanh lắm. Ok tất cả anh em, mình đã là TL ở đây. Và đây là Ngọc Diễm và bọn mình đang đi trên bờ biển nha anh em ơi. Ơ chỗ này có sóng như là sóng này. Ôi, nhìn này nó này. Bình nhất thôi.
trời đang gần sáng rồi. Ok nhám nha, thì đây là tối ngày thứ hai bọn mình đi chơi nha. Đây thì hôm trước bọn mình đi chơi về mệt quá, ngủ nguyên một ngày thôi anh em ạ. Đây đến tối được đi chơi buồn thật sự luôn. Đấy thì bây giờ bọn mình sẽ đi chơi tối ngày thứ hai và quay cho anh em xem nha. Ok nhám nha, thì hiện tại bọn mình đang ngoài biển anh em ơi. Đó. Rất đẹp luôn. Cái gì chị Mon đâu? Ôi ôi, sao chị Mon đây? Ui giời ơi. Đây gặp chị Mon đây anh em ạ. Cứ hết em bán à? Đi đâu tôi không biết phải là ai. Ôi ôi. Gặp chim ngoan ngoài biển anh em ơi. Ô ai đây? Như Hiền Tây nha. Ờ đúng rồi. Không biết là ai hay không biết là ai. À, không biết, không biết. Gặp cả chim ngoan Hiền Tây đây chết. Ảo thật đấy anh ạ. Ok à. Ok nhắm nha, đây là ngày thứ 3 anh em ạ. Ngày cuối cùng thì chiều rồi mới về rồi anh em ơi. Đó anh em thấy chưa? Hôm nay mình dậy từ rất sớm thôi anh em ạ, từ 5 rưỡi luôn. Đấy, team của mình sẽ ra đây bọn mình ngắm bình minh anh em ạ. Quá đẹp luôn anh em ơi. Đó anh em thấy chưa? Cực kỳ là chất chơi luôn. Đấy view ở đây là view bãi biển FLC anh em ơi. Đó anh em thấy đẹp không? Quá là đẹp đấy anh em ạ. Bọn mình ra hơi muộn nên là không nhìn thấy mặt trời nó lặn từ dưới biển lên. À nó chui từ dưới biển lên chứ. Đó anh em thấy chưa? À, đây là cảnh người dân đang chuẩn bị đánh bắt cá buổi sáng sớm nha anh em ơi. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy bây giờ mình sẽ ra gần mình quay cho anh em xem nhá. Đó anh em thấy chưa? Rất là nộn nhịp luôn anh em ạ. Tuyệt vời lắm anh em ơi. Đấy anh em thấy chưa? Ôi mặt trời bây giờ lên cao tít mù rồi anh em ạ. Đấy bây giờ mình từ từ để mình sau rồi mình sẽ chạy ra mình quay cho anh em xem nhá. Bây giờ mình cứ quay xung quanh đây nữa nha anh em. Đấy hiện tại bây giờ thủy triều đang xuống nha anh em. Sâu cá anh em xem nhá. Nó phải ra gọi là đẳng cấp thôi anh ạ. Ủa nhà này nhiều cá rồi. Con nào cũng ngon mà thấy cũng ngon này. Nào cũng ngon. Đây người ta đánh cá mọi người ạ. Được quá anh em ơi. Hiện tại mình đang ở biển anh em ạ. Alo, alo. Sinh vật lạ đâu, sinh vật lạ đâu, nhìn đây này, con sinh vật lạ. Ui bắt gì đây, ghê đây. Ui anh em nhìn này, yêu yêu kinh thế, sinh vật lạ, trời ơi sao nói kinh khủng lại to như thế này. Sao trước giờ nhìn thấy sinh vật lạ bao giờ luôn đấy. Phải không đấy. Nhưng mà em nghe mọi người nói con này nó sẽ cháy tay kiểu như acid ấy. Thì như đây con gì ghê. Không đừng cầm ghê em chịu. Ui em bê con này lên nhá. Đừng, nó cắn đây. Ui, lần đầu tiên gặp con sinh vật lạ quá kinh khủng như thế này. Thôi đi ghê em. Kinh em anh ạ, thôi đi mọi. Ok anh em nha, thì chuyến đi của mình đã kết thúc rồi nha. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi đến đây nha. Bye bye anh em, quá tuyệt vời rồi anh em ạ. Chuyến đi 3 ngày 2 đêm anh em ạ. Phê lắm.